Xin chào các bạn, sau đây hệ thống cửa hàng dụng cụ y khoa Bình Minh xin giới thiệu đến các bạn là máy đi dưỡng chất nóng Photon DS8807. Đây. Đầu tiên là mình sẽ khởi động máy bằng cách là bấm nút nguồn ở phía giữa này. Nhấn giữ khoảng tầm 3 giây thì máy sẽ khởi động. Thì máy nó sẽ rung. Bước 1 mình sẽ làm sạch da bằng cách là mình cho miếng bông tẩy trang đã thấm nước tẩy trang vào ở trong cái bông này. Đây. Sau đó mình sẽ đẩy nó lại và massage ở trên mặt tầm khoảng 2-3 phút đến khi nào mà sạch da thì thôi nha. Mình sẽ gỡ miếng bông tẩy trang đó ra. Chế độ thứ hai đó là chế độ Now X. Cái này là mình đi dưỡng chất ở trên da. Chức năng của nó là đi cái sóng MS này để hấp thu cái dưỡng chất vào sâu ở trong da. Mình có thể thoa serum hoặc là cái dưỡng chất mình có lên phía vùng mặt, sau đó massage từ trong ra ngoài và từ dưới lên trên để nâng cơ. Chế độ thứ ba là chế độ warm, lúc này là cái máy nó sẽ làm ấm. Tiếp theo sau cái bước dưỡng là mình sẽ thoa cái kem dưỡng da lên mặt và mình đi cái chế độ nóng này để nở cái lỗ chân lông mình ra và cái dưỡng chất của mình nó sẽ thẩm thấu vào sâu bên trong da nhiều hơn. Kết thúc quá trình thì mình sẽ nhấn giữ và tắt. Thì lưu ý với các bạn, nếu mà mình muốn chọn cái chế độ thấp hoặc cao á thì mình nhấn giữ ở đây cái nút này. Đây, hai là cao. Còn nhấn thêm một lần nữa là low là thấp, nó sẽ rung ít hơn. Và kết hợp với ánh sáng ở trong máy á thì mình có thể nhấn cái chật nước này. Thì ánh sáng màu đỏ thì nó sẽ giúp tái tạo da collagen, giảm sắc tố, giúp da nó sẽ trắng dần lên. Thứ hai đó là xanh lá cây thì sử dụng cho da nhơn, viêm mụn và lỗ chân lông lớn. Cái nút thứ ba là màu xanh dương này. Màu xanh dương này nó sẽ kích thích tuần hoàn máu của da. Còn cái nút cuối cùng này là màu hồng thì điều trị các vết thâm nám ở trên da nha. Cuối cùng là mình nhấn giữ cái nút ở giữa này để tắt máy. Và mình sẽ sử dụng côn để lau trên cái bề mặt này. Là cách để sử dụng cho lần sau thì ở trong máy nó sẽ bao gồm các dây sạc và cái cục sạc này. Dùng xong mình sẽ bỏ vào hộp để mình bảo quản nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.